Hello, chào mọi người nhé. Lâu ngày quá không có giao tiếp với mọi người. Bị nhốt qua 30 ngày với lại mới vừa đỡ xíu. Khỏe không? Hồi bên này ở bên Mỹ tuyết rồi mấy vùng bên miền Bắc tuyết với lại Bắc Cali nó lạnh, nó trở lạnh lạnh quá trời luôn, rồi bị ba cái dịch cúm bệnh quá trời. Mọi người khỏe không? Mọi người khỏe không? Lâu quá hôm nay mới được giải phóng rồi. Hôm nay được 30 ngày. Thì mình đầu tiên thì mình chào mọi người nha. Thì mình muốn tâm sự với các anh chị. Mình cũng không có phải lên đây giờ thì mình lên đây mình tâm sự với mấy anh chị, mà thứ nhất là giao lưu với mấy anh chị, thứ nhì là ở bên Mỹ mấy hôm nay á, cứ mấy ông mấy bà, mình đang lái xe nên mình không có để đèn sáng được nha. Bên Mỹ này cái luật lái xe mà mấy bà để đèn sáng lên nó phạt. Mình ở đang chạy trong cái đường nhỏ thì mình mở đèn lên, chứ còn mà đi ra đường lớn thì mình không có mở đèn nha. Mình nói cho các anh chị biết. Mấy ông mấy bà bên này á, cứ tôi nói ghen ăn ghét ở hay sao tôi không hiểu, nhưng mà cái là cái chuyện xe VinFast có qua Mỹ có thành công hay không thành công thì cái chuyện đó là chuyện của một cái người doanh nghiệp riêng. Mà tôi nói ở bên đây nghe trời ơi, nó xào xáo nào là các đài các cứ. Tôi nói ông Vượng, ông Phạm Nhật Vượng, ông đâu có đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Ông Phạm Nhật Vượng ông chỉ là một người doanh nhân riêng thôi, mà mấy ông mấy bà không có biết cái suy nghĩ. Những người chống cộng cực đoan ở bên này không có biết suy nghĩ cái gì, cứ ra la là cộng sản cộng sản. Ông Phạm Nhật Vượng ông đâu phải là cộng sản đâu, ông đâu phải là đại diện cho cộng sản Việt Nam đâu, mà cứ chửi là xe VinFast là xe của cộng sản. Sao mà ngu quá à? Mấy ông mấy bà lớn hết rồi, ai cũng lớn hết mà sao rất là ngu. Rồi xe là xe của Trung Quốc, chú biết của Mỹ, người ta đã duyệt, người ta đã chấp thuận, người ta cho vô Mỹ để buôn bán làm ăn có cổ phiếu đàng hoàng, mà cứ lên đây chê. Cho dù mình không thích đi thì mình cũng im lặng đi, để lên đây làm cái gì chửi bới xe VinFast là xe Trung Quốc. Nhất là cái thằng Khoa Khấm á, đủ cựa mày, tao nói cái miệng mày nó còn thúi hơn cái ống cống nữa. Mày ở bên Đức mà tao nói mày á, mày làm người ta nói, người ta làm báo á, làm truyền thông á, thì làm cái gì cho nó sạch sẽ để cho người ta nể. Chứ còn chúng mày lên đây, chúng mày lên đây bịa chuyện ra, Mỹ, đài Mỹ có ai cấm đoán xe VinFast đâu. Xe VinFast người ta đã cho đi vô trong Mỹ, có cổ phiếu, người ta đã có factory ở bên North Carolina rõ ràng. Mà chúng mày cũng lên đây bịa chuyện, nói là xe VinFast vô Mỹ là sẽ bị cấm, sẽ không cho vô, ôi đủ thứ trò. Cái bản thân chúng mày rồi cứ bảo là ôi bây giờ nếu mà xe VinFast mà có qua đây được thì chúng mày cũng không thèm mua, cũng không thèm chạy. Tao nói xin lỗi chúng mày, cả đời chúng mày làm sao mà có cái đồng tiền 42.000 cho đến 57.000 để mua được chiếc xe. Chúng mày cứ tối ngày chúng mày ngồi giống như một con ếch ngồi đấy ở dưới đáy giếng, ngồi ào 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 ào, điển hình giống như thằng Ngô Kỷ 40 năm trời chửi cộng sản ở bên Mỹ, mang tiếng ở nước quốc gia nước này nước nọ hùng mạnh 40 năm trời, trên răng dưới dái chả có một cái chữ, tiếng Anh thì cũng không có một cái chữ, không bằng cấp, không có gì, vô gia cư, nhục nhã, mà lên đây cứ đi chê người ta. Ta nói mà trên đời, ta nói thì tao chỉ dạy dỗ lên, tôi còn đau bệnh nên tôi không có lên dạy dỗ lên ngày đầu tiên thả, nên tôi chỉ lên tôi dạy dỗ mấy thằng này nó sơ sơ thôi. Tôi nói các anh các chị thử nghĩ đi, Mỹ á, chứ đâu phải là cái chuyện đùa đâu. Tại sao xe Trung Quốc nó không được vô mà sao Mỹ lại cho xe Việt Nam vô? Phải có vấn đề như thế nào, chất lượng như thế nào? Mà mấy người này lớn già đầu mà cứ lên đây, nào là báo truyền thông của bên thằng Nam Quang rồi Trần Nhật Phong rồi thằng Lý Sơn Lý, tao nói tụi bay
người ta vô ta nói xin lỗi tụi bay, người ta đéo cần tụi bay chả có là cái gì đâu mà người ta cần phải vô thị trường. Ok, mua được thì nó hả, người ta cảm ơn, còn thấy không được người ta không cần. Tụi bay là ai mà người ta người tụi bay là ai mà người ta cần phải quan trọng quá vấn đề là phải chiều chuộng tụi bay, rồi phải luôn tụi bay là lên đây tụi bay biểu là có cổ phiếu tụi bay cũng không mua. Dạ thưa, nước Mỹ này nha, 240 triệu dân nước Mỹ thì người ta đánh vô, một khi mà người ta là tỷ phú rồi, người ta không có ngu. Chúng mày là những thằng nghèo nha, tôi nói thẳng là những thằng nghèo, thằng không có tiền. Ở trên đời người ta nói người ta có tiền, người ta có quyền, người ta làm gì ta làm, đừng có thằng nghèo mà đi dạy cái thằng tỷ phú mà để đi kiếm tiền, không biết nhục cái bản thân chúng mày, không biết nhục. Tao nghe, tao nói thật, tao nghe chúng mày nói mà nhiều khi tao muốn đập bể cái điện thoại tao luôn. Tôi chào bất cứ mọi người nha, tao thấy tụi mày không biết nhục. Tụi bay nhục cái chuyện là thứ nhất là tao nói cho chúng mày nghe, khi mà chúng mày bản thân chúng mày á nghèo trên răng dưới dái mà cái dái bọng nữa, thì chúng mày đi lên chỉ một cái thằng tỷ phú đi làm ăn. Bây giờ ví dụ như người ta có lỗ lã thì cũng kệ người ta, lên đây chơi bay ồ, xe là xe Trung Quốc, xe VinFast là sống được Mỹ chấp thuận đi vô, rồi sẽ bị lỗ bao nhiêu tỷ. Chuyện người ta lỗ là chuyện của người ta. Còn đã nói rồi, ông Phạm Nhật Vượng không có đứng ra đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng là ông chỉ là một người doanh nhân và ông chỉ là người buôn bán làm ăn thôi. Ông không có là gì đứng ra đại diện cho Việt Nam. Tụi bay hiểu chưa? Tụi bay lên đấy rồi, tụi bay dở ba cái trò trẻ trâu ra nói chuyện ngu xuẩn. Rồi những thằng tối ngày đi ăn tiền trợ cấp, ăn bám nước Mỹ thì đi lên đây biểu là xe này cho ta cũng không chạy. Dạ xin lỗi, chiếc xe này nó giá trị 50.000 đô thì hơn 1 tỷ mấy, thì bản thân chúng mày, tao nói cả đời chúng mày, những thằng mà ăn bám xã hội của nước Mỹ cả đời từ ngày khi chúng mày qua đây, điển hình giống như Ngô Kỷ, Hồ Văn Sơn rồi những thằng chống cộng á, thì tao bảo đảm chúng mày sẽ không có tới 5.000 đô trong nhà băng nữa. Thì đừng có lên đây múa mỏ, hiểu chưa? Đừng có lên đây múa mỏ. Một khi người ta là tỷ phú, người ta là doanh nhân tỷ phú, một trong 200 người tỷ phú trên thế giới mà chúng mày lên đây những thằng cố rách áo không, giống như chúng mày lên đây chúng mày chỉ người ta làm ăn, tao thấy buồn cười quá à, tao thấy buồn cười quá à. Chúng mày ơi, bây giờ cho người ta có lỗ lã cỡ nào đi, miễn sao thị trường Mỹ người ta vẫn cho Mỹ cho xe VinFast vô, không có ai cấm đoán xe VinFast không vô hết á. Ông tổng thống Mỹ còn đứng ra khen xe VinFast nữa, và người ta đã được cái chấp thuận mở cổ phiếu. Thì chúng mày đừng có lên đây mà gọi là múa rìu ma mắt thợ, chúng mày nói này nói nọ, nói xuyên nói xỏ, chúng mày nói thì chờ chúng mày nghe thôi, chứ tao thấy thấy thui lắm, hiểu chưa? Còn chúng mày những thằng mà la là Việt Cộng như thế này thế nọ đó, ủa Việt Cộng giờ, tao nói Việt Cộng giờ sao, tại sao lại lại là thằng Mỹ rồi nó bò vậy, bên đó nó làm gì vậy? Nếu mà tụi bay muốn muốn ở bên Mỹ này mà tụi bay cứ chửi Việt Cộng á, thì thằng Mỹ tụi bay chửi cái thằng cha Mỹ chúng tụi bay đang ở đây nè, thằng cha Mỹ của chúng mày đang ở đây nè, hiểu chưa? Thằng Mỹ nó đang bắt tay làm ăn buôn bán với Việt Nam á, thì tụi bay đó nói như thế nào, thì tụi bay đang chửi thằng cha Mỹ của chúng bay đó chứ tụi bay nói cái gì, tụi bay chửi ai, tụi bay nói ai, tụi bay chửi ai, tụi bay là cái gì, tụi bay lên lên tụi bay chửi. Tôi cho ấy, tôi nói chuyện còn không đàng hoàng á, chửi bới là tôi đá xuống rõ ràng á. Mỹ á đang bắt tay với Việt Nam buôn bán làm ăn đổ ở bên Việt Nam á, rồi giờ chúng mày đang chửi chửi ai, chửi Mỹ hả? Tụi bay đang chửi ai vậy, cộng sản hả? Vậy là Mỹ là cộng sản hả? Tụi bay hay hay lắm hả? Tụi bay hay lắm mà sao tôi thấy tao thấy cả đời tụi bay làm được gì chưa? Cả đời tụi bay làm được gì? Cả đời tụi bay làm được gì? Tụi bay thành công được cái chuyện gì chứ? Có một số á, những người á, họ cũng đi theo diện của Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng làm cho chính phủ Mỹ ngày xưa, nhưng mà họ sang đây họ rất là đàng hoàng, họ lo con cái người ta ăn học, người ta rất là đàng hoàng. Có một số anh chị tôi biết người ta rất là
đàng hoàng, gia đình người ta rất đàng hoàng, chứ không phải là giống như mấy ông mấy bà lên đây rồi tối ngày người ta nói hả, ta nói cái câu Việt Nam người ta nói như thế này: ăn cơm dưới muối mà nói chuyện trên núi là mấy ông mấy bà. Nhiều khi tôi xúc phạm mấy ông mấy bà, mấy ông mấy bà lớn hơn tôi mà tôi xúc phạm mấy ông mấy bà, tôi thấy tôi cũng mất dạy lắm. Nhiều khi tôi cũng xin lỗi nha, nhiều khi tôi cũng xin lỗi, nhưng cái là nhưng mà cái là tôi nói cho nghe nè, giảm bớt cái căng đi, đừng có mà lên đây gào thét lên đây mà nói những cái chuyện đó. Ví dụ như mình thích hay không thích, mình cũng cảm thấy ồ, cái đó nó sản xuất ở Việt Nam mình, cho dù đó có 60% là xe của Đức hay là 70% xe đó của Đức, thì mình cũng hãnh diện, ồ cũng là một phần nó đang sản xuất ở Việt Nam mình mà được nhập qua bên Mỹ này, được cũng là một cái hay. Tại sao thằng Trung Quốc nó đã có xe hơi bao nhiêu đời, bao nhiêu năm mà nó không được qua bên Mỹ để bán? Mình phải đánh cái câu hỏi như thế. Mà mấy ông mấy bà lên đây tôi nói á, lên đây cái lúc nào cũng vậy, ồ nào là thằng Cộng sản, Cộng sản đi theo này, bán đất cho Trung Quốc, bán đất cho ai, bán đất không có ai bán cho ai hết cả, mấy ông mấy bà không có ai bán cho ai hết cả. Tự mình suy nghĩ ra, giống như vừa rồi đó, ba cái vụ mà 99 năm đó, rốt cuộc đó là đi biểu tình, đi chửi tùm lum đó, là 99 năm cái gì đó là của Trung Quốc, rốt cuộc là ai, ai, đâu có đâu, thấy không? Mình cũng tự mình tạo lên, rồi cũng tự các ông các bà bịa chuyện lên, rồi các ông các bà xào xáo lên, rồi các ông các bà chả có làm được cái gì hết á. Các ông các bà lên đây là tự nói lên, xong rồi tự ỉa ra, xong tự bốc cức ăn, rồi tự cho lấy tay chùi đít lên hửi cức của mình thúi hay cức mình thơm. Mà trong khi đó bản thân các ông các bà chả làm gì được tích sự cho đất nước Việt Nam, và cũng chả làm được tích sự để cho cả trong cái bản cái nước sở tại các ông các bà đang làm. Chỉ ăn hại, điển hình rõ ràng Ngô Kỷ và những người chống cộng cực đoan, giống như ông Lý Tống khi chết cả đời không có một cái mảnh đất mà để che, để chôn. Rốt cuộc ra ai lo cho ông Ngô Kỷ, người tỷ phú Hoàng Kiều cho cái miếng đất để chôn. Rồi các ông các bà chửi ông Hoàng Kiều là cộng sản. Rồi cái lúc mà Covid lên, ông Hoàng Kiều ông phát mì gói, các ông các bà cũng đứng ra, các ông các bà đi xin cầm gọi là lấy cái nón mà che cái mặt xuống, không biết nhục, chửi người ta là cộng sản này nọ. Nhưng mà khi người ta phát mì gói với gạo thì cũng chơi chơi cái mặt ra mà đi lãnh. Thì các ông các bà thấy không, nói tôi nói rõ không, các ông các bà tự ỉa xong rồi tự lấy cức, tự ăn rồi tự chay các ông các bà. Tôi không có bịa chuyện. Các ông các bà lại mất công, lại mất công, các bà lại nói tôi là thằng mất dạy, vô chửi tôi là thằng vô văn hóa. Và tôi nói cho các ông các bà nghe nè, tôi là thằng John McBride nha. Tôi sống ở bên Mỹ này, là tôi sống ở bên Mỹ này, đất đây là đất của ông nội tôi, chứ không phải là đất của thằng Mỹ hay là tôi ăn uống của ai. Đừng vô nhà tôi bình luận xong rồi chửi tôi, nói là đủ mẹ mày, mày ăn ăn cơm của Mỹ, sống ở Mỹ, đi xe của Mỹ hả? Rồi mày đi, mày bêu xấu Mỹ, mày chửi Mỹ. Tôi không chửi Mỹ, tôi chửi mấy ông mấy bà đó, chứ tôi không chửi Mỹ. Mấy ông mấy bà không đại diện cho ai hết cả, hiểu chưa? Mấy ông mấy bà không đại diện cho ai hết cả. Tôi chào tất cả các chị Lê Nguyễn.